Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay tối thứ ba, ngày 23 tháng 6 có một số nội dung chính sau đây. Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy làm việc với huyện Quảng Hòa, Hà Quảng. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri các huyện Hòa An, Quảng Hòa, Bảo Lạc. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh triển khai một số nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Sau đây mời quý vị và các bạn đón xem nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 22 tháng 6, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Hòa về tiến độ tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và tình hình thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện. Cùng đi có đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ban ngành. Sau thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Hòa đã sớm đi vào hoạt động khẩn trương chỉ đạo rà soát lại tổ chức bộ máy, cán bộ, sắp xếp sắp nhập đổi tên tổ chức cơ sở đảng, giảm 20 đầu mối trực thuộc huyện ủy so với thời điểm sắp nhập. Hiện nay, Đảng bộ huyện Quảng Hòa có 47 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 6.341 đảng viên. Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Hòa lựa chọn chỉ đạo Đảng bộ xã Chí Thảo tổ chức đại hội điểm toàn diện và Đảng bộ xã Bế Văn Đàn tổ chức đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Đến nay đã có 33 trên 47 chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy tổ chức xong đại hội, 14 chi đảng bộ còn lại đã hoàn thành công tác chuẩn bị và sẽ tổ chức xong đại hội trong tháng 6 năm 2020. Về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy kiện toàn lại các tiểu ban chuẩn bị cho đại hội. Dự thảo văn kiện đại hội được bổ sung hoàn thiện lần 3, trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện thảo luận cho ý kiến và gửi các sở ban ngành, các đồng chí lãnh đạo huyện qua các thời kỳ đóng góp ý kiến. Sau khi hoàn thiện, sẽ trình tỉnh ủy cho ban hành và thông qua tại đại hội. Đề án nhân sự đại hội Đảng bộ huyện đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt đảm bảo đủ số lượng cơ cấu theo quy định, đẩy nhanh tiến độ thi công 5 công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Dự kiến Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quảng Hòa nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức từ ngày 11 tháng 8 đến ngày 13 tháng 8. Về thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, huyện đã khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy cán bộ, tập trung lãnh chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, đạt tốc độ tăng trưởng 4,2%, ra soát thẩm định và tổ chức chi trả cho 33.388 đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm đẩy mạnh, quốc phòng an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, huyện còn gặp khó khăn sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, số lượng cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị huyện dôi dư nhiều, với 224 người, chế độ phụ cấp của cán bộ bán chuyên trách ở các xóm thấp, trong khi khối lượng công việc tăng lên, địa bàn mới ảnh hưởng tới chất lượng hiệu quả công việc. Một số tài sản vật tư thiết bị và trụ sở văn phòng làm việc dư thừa cần có kế hoạch chỉ đạo, xử lý đồng bộ tránh mất mát, hư hỏng, lãng phí. Tại buổi làm việc, huyện Quảng Hòa kiến nghị tỉnh xem xét biên chế nhu cầu sử dụng lao động của một số cơ quan, ban ngành của tỉnh và các địa phương khác để điều động một số cán bộ công chức viên chức có đủ trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quy định đối với các vị trí chức danh theo quy định. Sửa đổi một số cơ chế chính sách đối với cán bộ bán chuyên trách cấp xã, xóm theo hướng tăng phụ cấp đối với một số chức vụ như trưởng xóm, bí thư chi bộ, cho vận dụng thực hiện chế độ kiêm nhiệm đối với nơi có điều kiện, không bắt buộc tất cả các xóm tổ dân phố đều thực hiện kiêm chức. Tỉnh cho chủ trương bán đấu giá một số khu đất trụ sở cơ quan và các lô đất công không có nhu cầu sử dụng, cho cơ chế để lại toàn bộ số tiền bán đấu giá đất đầu tư xây dựng mới trụ sở làm việc của khối đảng, đoàn thể và sửa chữa nâng cấp một số hạng mục công trình trụ sở huyện. Tỉnh cấp kinh phí để đầu tư xây dựng mới trụ sở làm việc cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị trấn Tà Lùng.
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, biểu dương tinh thần trách nhiệm, quyết tâm quyết liệt của huyện Quảng Hòa trong thời gian qua, vừa giải quyết khối lượng công việc lớn khi sáp nhập, triển khai nhanh việc kiện toàn sắp xếp phòng ban đơn vị, các xã sớm ổn định và đi vào hoạt động, vừa chuẩn bị tiến hành đại hội đảng các cấp đúng kế hoạch tiến độ. Đồng thời, lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả đúng kế hoạch các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí đề nghị thời gian tới, huyện Quảng Hòa tập trung lãnh đạo chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp cơ sở, bảo đảm chất lượng, tiến độ, tiếp tục chuẩn bị tốt cho đại hội đại biểu đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tập trung chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự án phát triển kinh tế xã hội, nhất là dự án chăn nuôi bò và chế biến sữa của tập đoàn TH Chumilk, sớm bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư thi công dự án và vận hành đi vào hoạt động. Đối với kiến nghị của huyện, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn yêu cầu Thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện cần phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí phụ trách vấn đề đã kiến nghị. Sau đó, huyện chủ động làm việc với sở ngành chuyên môn, các sở ngành cần xem xét phối hợp giải quyết triệt để kiến nghị xác đáng, cấp thiết của huyện. Trong đó, ưu tiên tập trung sớm tháo gỡ vướng mắc trước mắt sau sáp nhập huyện, ổn định bộ máy, tổ chức, nơi làm việc, tạo thuận lợi cho huyện phát huy, khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Ngày 23 tháng 6, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hà Quảng về tình hình thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện và tiến độ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tham gia đoàn có đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trưởng các ban xây dựng đảng của tỉnh ủy, đại diện Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Sau khi sắp xếp sắp nhập đơn vị hành chính, huyện Hà Quảng hiện có 19 xã, 2 thị trấn, giảm 9 xã sau sắp xếp, có 195 xóm tổ dân phố, giảm 171 xóm tổ dân phố. Tổng số cán bộ công chức cấp xã là 585 người, cán bộ công chức dôi dư so với Nghị định 34 của Chính phủ là 161 người. Sau sắp nhập, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo ổn định bộ máy, sắp xếp cán bộ công chức các cơ quan đơn vị, đảm bảo theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020 cơ bản đạt theo kế hoạch, quyết tâm chỉ đạo xã Lương Can đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, an ninh quốc phòng được giữ vững. Đảng bộ huyện có 54 chi bộ, đảng bộ trực thuộc với 7.341 đảng viên, đến nay 100% chi bộ dưới cơ sở. 40 trên 54 chi bộ đảng bộ trực thuộc huyện ủy tổ chức xong đại hội. Trong đó, 3 đảng bộ tổ chức đại hội điểm gồm thị trấn Xuân Hòa, xã Sóc Hà và xã Ngọc Động. 14 chi đảng bộ còn lại đã hoàn thành công tác chuẩn bị và sẽ tổ chức xong trong tháng 6 năm 2020. Công tác chuẩn bị đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 20 nhiệm kỳ 2020-2025 đang tích cực được triển khai thực hiện. Huyện đã tổ chức hội nghị xin ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ đối với dự thảo báo cáo chính trị. Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội được tiến hành đầy đủ, các bước theo quy trình, chỉ đạo của tỉnh ủy. Dự kiến thời gian tổ chức đại hội Đảng bộ huyện từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 8 năm 2020. Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế xã hội và trả lời các ý kiến kiến nghị của huyện Hà Quảng. Trong đó, huyện đề nghị tỉnh sớm cho ý kiến về công tác cán bộ, cơ chế chính sách đối với cán bộ xã, huyện dôi dư, điều chuyển sau sáp nhập. Đầu tư cải tạo nâng cấp tuyến đường giao thông từ thị trấn Xuân Hòa, thị trấn Thông Nông và hệ thống đường tránh, đường nội vùng tại thị trấn Xuân Hòa, thị trấn Thông Nông, nâng cấp tỉnh lộ 204, đoạn từ thị trấn Thông Nông, lối mở Nà Quân, xã Cần Yên. Tiếp tục đầu tư xây dựng nâng cấp các tuyến đường liên xã trên địa bàn huyện, cho chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Xuân Hòa mở rộng và thị trấn Thông Nông. Cải tạo một số trụ sở làm việc huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện theo hướng hợp khối đảm bảo đồng bộ, mỹ quan. Đề nghị tỉnh ủy ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển huyện Hà Quảng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Kết luận buổi làm việc,
Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chia sẻ khó khăn của huyện Hà Quảng sau sáp nhập, đồng thời đánh giá cao kết quả đạt được của Ban chấp hành Đảng bộ huyện trong tập trung chỉ đạo nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa tập trung phát triển kinh tế xã hội và chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ huyện và tỉnh. Thực hiện sáp nhập, Hà Quảng đã chấp hành và triển khai nghiêm túc, nhanh, kịp thời, bài bản, sớm kiện toàn sắp xếp các phòng ban, đội ngũ cán bộ nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, tư tưởng cán bộ nhân dân đồng tình cao. Đề nghị huyện xác định lợi thế chiến lược về nông nghiệp và dịch vụ du lịch, tập trung chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Thời gian tới thì tôi đề nghị nó không chủ quan, như các đồng chí nói rồi, phải tập trung chỉ đạo đại hội cho nó tốt. Ban thường vụ, các xã còn lại chưa đại hội, ban thường vụ phải tập trung lãnh đạo. Huyện là ban thường vụ tỉnh ủy, huyện ủy phải tập trung lãnh đạo. Đại hội huyện, đại hội các xã. Để đảm bảo là tiến độ này, kế hoạch này, chất lượng này, thời gian này. Thứ hai nữa là tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân hiểu rõ đường lối chủ trương chính sách, pháp luật về vấn đề sát nhập. Cái nữa là phải tập trung vào cái đề án tuyên truyền về giáo dục truyền thống, quê hương cội nguồn của cách mạng. Thứ ba là tiếp tục là ổn định nơi ăn ở, cơ sở vật chất cho đội ngũ cán bộ được yên tâm. Cái việc thứ tư là tập trung vào dứt khoát không thay đổi về các cái tiêu chí cho phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị quyết liệt hơn. Thường trực tỉnh ủy đồng ý với các ý kiến và trả lời định hướng của các sở ngành liên quan. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở vật chất tại huyện Hà Quảng, quan tâm việc điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Xuân Hòa mở rộng và thị trấn Thông Nông, đầu tư cải tạo nâng cấp một số tuyến đường giao thông, quan tâm thực hiện chính sách chế độ tốt nhất đối với các cán bộ dôi dư sau sáp nhập, sắp xếp. Huyện Hà Quảng cần đổi mới cách làm, phương pháp tiếp cận, rà soát các nhiệm vụ cần làm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí Ban Thường vụ huyện ủy, triển khai quyết tâm quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp, các sở ban ngành phối hợp với huyện xử lý giải quyết các kiến nghị, đề xuất. Ngày 23 tháng 6, Đảng bộ xã Phong Nậm, huyện Trùng Khánh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 21 nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ 2015-2020, diện mạo nông thôn xã ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, cơ cấu kinh tế từng bước được chuyển dịch, cơ cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, văn hóa xã hội có bước phát triển, an ninh trật tự ổn định. Vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, điều hành của chính quyền xã thường xuyên được củng cố. 14 trên 14 chỉ tiêu chủ yếu mà nghị quyết thông qua tại đại hội lần thứ 20 cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Hoạt động của cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ cơ sở đến xã từng bước được nâng lên. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 41 đảng viên mới, nâng số đảng viên toàn đảng bộ lên 186 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Phong Nậm đề ra 14 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó phấn đấu nâng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp đạt 40-45 triệu đồng một hecta, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi dưới 13%, mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo 5%, hàng năm phấn đấu 65% trở lên chi bộ đảng trong sạch vững mạnh, trên 80% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp mới 6-7 đảng viên một năm. Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới gồm 9 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20. Ngày 22 tháng 6, chi bộ Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Hà Quảng đã tổ chức Đại hội lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ vừa qua, cán bộ đảng viên trong chi bộ luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, luôn có tư tưởng chính trị vững vàng, phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trong mọi công việc được giao, làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo huyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan cũng như tại địa phương nơi cư trú. Trong nhiệm kỳ tới, chi bộ Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Hà Quảng phấn đấu hàng năm chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và đăng ký thực hiện chuẩn mực đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi năm phấn đấu kết nạp từ 1-2 đảng viên mới.
100% các cơ quan đơn vị đạt danh hiệu cơ quan đơn vị văn hóa. Hàng năm các đơn vị trực thuộc chi bộ thực hiện đạt 100% các chỉ tiêu chuyên môn theo kế hoạch. Đại hội bầu ban chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ huyện. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh lần thứ 21 nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức trong 2 ngày, 25 và ngày 26 tháng 6. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho tổ chức đại hội đã sẵn sàng. Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Trùng Khánh nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu phấn đấu tập trung lãnh đạo phát triển đô thị, xây dựng thị trấn Trùng Khánh sớm trở thành đô thị loại 4. Những con đường rực rỡ sắc màu của cờ hoa, cờ đảng, cờ tổ quốc, những tấm pano áp phích khẩu hiệu chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, tạo cho thị trấn Trùng Khánh một diện mạo mới với những thay đổi rõ nét. Tất cả tạo nên không khí vui tươi phấn khởi trong toàn đảng bộ và nhân dân chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ thị trấn lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với việc hoàn tất công tác chuẩn bị sẵn sàng tổ chức đại hội, Đảng bộ thị trấn đã khẩn trương hoàn thành xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, công tác nhân sự, đảm bảo tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đảng bộ chú trọng tập trung xây dựng chương trình hành động sát với tình hình thực tế của địa phương để lãnh đạo phát triển kinh tế, quyết tâm xây dựng thị trấn Trùng Khánh sớm trở thành đô thị loại 4, xứng đáng là đầu tàu về phát triển kinh tế xã hội của huyện. Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thị trấn Trùng Khánh xây dựng mục tiêu, phương hướng sát với tình hình thực tế của địa phương và mục tiêu của Đảng bộ huyện đề ra. Phấn đấu xây dựng thị trấn Trùng Khánh đạt trên 70% tiêu chí đô thị loại 4 vào năm 2025. Đảng bộ đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện như tăng cường chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt về phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập cho nhân dân, theo hướng tăng ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tổ chức sắp xếp khu dân cư khoa học, thực hiện đầu tư, chỉnh trang đô thị. Phấn đấu đến năm 2025, cơ cấu ngành nghề, dịch vụ du lịch chiếm 43%, tiểu thủ công nghiệp dịch vụ xây dựng 36%, nông lâm nghiệp 21%, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng một năm. Trong cái giai đoạn 2020-2025, thì Đảng bộ thị trấn cũng xác định là một số cái nhiệm vụ trọng tâm để đưa thị trấn phát triển thành cái trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế của huyện. Thì để đạt được cái mục tiêu này thì chúng tôi cũng đã dự kiến đưa vào cái báo cáo chính trị một số cái chương trình trọng tâm. Thứ nhất là cái chương trình xây dựng đô thị thị trấn Trùng Khánh giai đoạn 2020-2025. Rồi là chương trình phát triển cây rẻ. Đây là một cái sau khi sáp nhập Bình Minh về thì cây rẻ là cái cây trọng tâm của cái khu vực Bình Minh và chúng tôi cũng muốn đưa vào và muốn lấy cây rẻ thành cái cây trọng điểm để cho bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Thế ngoài ra thì thực hiện theo cái chương trình của huyện là về cái mục tiêu tới này sẽ dự kiến là xây dựng thị trấn Trùng Khánh đạt đô thị loại 4 vào năm 2025. Thì Đảng bộ thị trấn Trùng Khánh cũng đang tích cực triển khai một số cái giải pháp như là sắp xếp lại cái các cái khu tổ dân phố, rồi là sẽ dự kiến là đặt tên đường phố và gắn lại biển số nhà, đồng thời là chỉ đạo Ủy ban nhân dân thị trấn thì đang tích cực chỉnh trang lại, sắp xếp lại các cái khu vực bán hàng và xử lý các cái trường hợp lấn chiếm vỉa hè lòng đường để làm sao đảm bảo cho cái thị trấn Trùng Khánh đi vào ngăn nắp. Thì trong cái thời gian tới thì thị trấn Trùng Khánh cũng tập trung vào phát triển cái thương mại dịch vụ du lịch là cái ngành trọng điểm để phù hợp với cái điều kiện cũng như là cái tiềm năng của thị trấn Trùng Khánh. So với đầu nhiệm kỳ 2015-2020, bộ mặt của thị trấn Trùng Khánh đến nay đã có nhiều khởi sắc. Những con đường mới được mở rộng khang trang, nhiều công trình, nhà cao tầng được xây dựng, nhiều nhà hàng và các loại hình dịch vụ được mở ra, các hoạt động kinh doanh trên địa bàn diễn ra sôi nổi, đời sống nhân dân được nâng cao. Điều đó cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống của người dân thị trấn đang có những đổi thay tích cực.
Chỉ còn vài ngày nữa là Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra. Nhân dân các dân tộc thị trấn đang hướng tới với niềm tin và sự kỳ vọng vào đại hội sẽ chọn được những người có tầm, có tâm, có đạo đức vào các vị trí lãnh đạo để lãnh đạo xây dựng thị trấn Trùng Khánh, xứng đáng là trung tâm phát triển kinh tế xã hội của huyện, sớm xây dựng thị trấn Trùng Khánh trở thành đô thị loại 4. Về công tác văn kiện của Đảng bộ thị trấn thì trình tại Đại hội Đảng đại biểu Đảng bộ thị trấn lần thứ 21 thì đã chuẩn bị rất là tốt. Đấy, cái mục tiêu quan trọng nhất của cái nhiệm kỳ mới 2020-2025 xây dựng thị trấn Trùng Khánh đạt các tiêu chí của đô thị loại 4. Mong muốn của chúng tôi đối với đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn lần này là làm sao đại hội bầu được các đồng chí trong ban chấp hành Đảng bộ, đặc biệt là những cái đồng chí chủ chốt thì thực sự là những đồng chí tiêu biểu cho Đảng bộ, có đức, có tài, dám nghĩ, dám làm để lãnh đạo Đảng bộ thị trấn phát triển, đạt được kỳ vọng của cán bộ và đảng viên nhân dân thị trấn là xây dựng thị trấn thực sự trở thành cái trung tâm văn hóa, chính trị, xã hội của huyện và nhất là một cái thị trấn của du lịch, phát triển du lịch trong cái giai đoạn mới. Với sự đoàn kết, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, thị trấn Trùng Khánh sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ mới, xứng đáng là trung tâm phát triển kinh tế văn minh hiện đại của huyện Trùng Khánh. Tiếp sau đây là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 23 tháng 6, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phùng Văn Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Đức Long, huyện Hòa An. Dự buổi tiếp xúc có lãnh đạo huyện ủy Hòa An, đại diện lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh và đông đảo cử tri. Sau khi nghe đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 và nghe các hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham gia ý kiến tại các phiên họp của Quốc hội, truyền tải ý kiến kiến nghị của cử tri, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng với Quốc hội và Chính phủ trong việc xem xét quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế xã hội của đất nước cũng như trong công tác xây dựng pháp luật. Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đánh giá cao kết quả của kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14. Quốc hội đã tiếp thu các ý kiến của cử tri, bàn bạc xem xét nhiều vấn đề cử tri quan tâm, đồng thời đánh giá cao công tác điều hành của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các cấp trong những tháng đầu năm, đặc biệt cử tri hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo, các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, nhiều chính sách quan tâm đến người nông dân, người lao động. Các cử tri cũng đề xuất kiến nghị, phản ánh một số vấn đề được quan tâm, như đề nghị tăng số lượng người hoạt động bán chuyên trách cấp xóm, đảm bảo chi trả đầy đủ phụ cấp cho người hoạt động bán chuyên trách cấp xóm sau sáp nhập, khẩn trương đền bù đất cho người dân bị thu hồi, làm thao trường tập bắn. Vấn đề chi trả chính sách cho nạn nhân chất độc da cam, hỗ trợ tái đàn lợn sau dịch tả lợn châu Phi. Đầu tư xây dựng kênh mương thủy lợi, đường giao thông nông thôn, xây dựng và nhân rộng mô hình chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng phù hợp với điều kiện ở địa phương. Các tiêu chí gia đình văn hóa, định hướng thoát nghèo, tạo động lực cho người dân. Cái Đức Long ấy, nó là xã của vùng 2, hiện nay là phát triển thì nó chưa đồng đều. Tôi thấy là hiện nay là cái phía đông phát triển nó tốt, nhưng mà cái hướng phía tây ấy của xã Đức Long là còn y hạch phát triển rất kém. Nhiều tiềm năng hiện nay là chưa được đánh thức. Phía đây là tôi nói là từ cái Nà Lóa hắt xuống cái dọc sông xuống đến cái Bình Long ấy chưa được đánh thức. Do vậy là muốn cái quan tâm vùng này được tốt thì tôi đề nghị này, một tức là phải làm con đường dọc xuống từ cái Nà Lóa xuống đến Bình Long thì nó sẽ giảm được cái dân. Thứ hai là cái vùng ấy nó sẽ phát triển tốt. Cái thứ hai là phải có cái hồ nước ở bên kia. Đề nghị tức là chúng ta phải khảo sát xem là trữ lượng tưới tiêu hay là cung cấp nước sạch.
Cái thứ ba, cái tiềm năng Đức Long tôi thấy nó còn lớn nhưng chưa được khai thác. Tức là cái nguồn sông suối nó nhiều. Hiện nay ấy, bà con rất muốn phát triển để nuôi cá lồng, để làm ao cá. Nhưng mà chúng ta đây là bà con hiện nay là cũng thiếu nhiều cái nguồn vốn, hay là thiếu cái kinh nghiệm và nhất là cái kiến thức đại khoa học. Do vậy là làm thì sợ cá chết, hai là cá nó chậm lớn. Do vậy là tôi đề nghị là một là cũng phải có cái đầu tư những cái dự án này mà để làm sao là Đức Long nó khai thác được cái tiềm năng này, cái nguồn nước tốt. Cái thứ tư tôi muốn nói cái nữa là cái hiện nay cũng muốn là cái nói phát triển kinh tế. Nếu mà chúng ta có cái sự chỉ đạo đồng tâm mà chỉ đạo chặt chẽ từ trên xuống dưới là chúng tôi tin chắc là chúng ta sẽ có một cái mô hình của cái xã Đức Long, không phải là làm lúa, làm ngô, phải là cây ăn quả. Giải quyết vấn đề này cho các xóm, đặc biệt là những như xóm là bọn chúng tôi là ở vùng là xóm đặc biệt của anh Cú, thì cũng rất mong là các hội đồng của các cấp như là huyện và tỉnh là đầu tư là hỗ trợ cho xã để là giúp cho xã đầu tư vào thêm các đường nông thôn của bà con để tạo ra điểm sáng. Cái thứ hai là về cái tuyến đường là ở phía tây của xã Long mà hiện tại là bản tôi cũng đang sống ở đấy, thì là một là về cái tiềm năng là về đất rừng khai thác rất là lớn. Nếu mà phát triển được vấn đề này thì một là nghề trồng rừng, hai là nghề trồng chăn nuôi sẽ phát triển. Cái thứ ba là vận chuyển là hàng hóa là qua cái con đường này. Là thứ tư là sẽ giãn dân ra để tái lại những về vấn đề là xây dựng kinh tế, đặc biệt là mô hình chăn nuôi. Cái thứ ba là cũng là đường tránh để một số dân ở khu vực là phía tây của Đức Long là đường tránh ở Hồ Chí Minh, gọi là xã Đức Long của chúng tôi là do là dân tự phát tự đi mua lợn giống này, rồi đi mua về cuối cùng là ở nơi dịch bệnh là không biết phường mang về, là một là lây lan tại gia đình, thứ hai là lây lan trong khu vực. Thì muốn được giải quyết vấn đề này ở trong tại địa phương của ngay trong xã Long thì tôi cũng rất mong là Quốc hội và các hội đồng nhân dân các cấp thì nên có một cái dự án là đầu tư lợn giống con đấy, có thể là người hộ nghèo có thể là hỗ trợ 100%, các hộ khác có thể là hỗ trợ là 50%, nhưng mà cái nguồn lợn của nó, lợn giống ấy, là phải có nguồn gốc, thì như vậy là nó bảo đảm được là an toàn là trong khu vực là tái đàn sản xuất là về chăn nuôi, thì có như vậy mới tạo thúc đẩy ngay tại địa phương. Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Hòa An đã trả lời các vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, của huyện, đồng thời tiếp thu các ý kiến đề xuất để tiếp tục xây dựng kế hoạch, tham mưu cho các cấp có thẩm quyền thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong công tác lãnh đạo chỉ đạo. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho rằng, 7 ý kiến phát biểu đề cập đến những vấn đề đông đảo cử tri quan tâm, tập trung vào các nhóm vấn đề, sáp nhập các đơn vị hành chính, chi trả chính sách phát triển kinh tế, hạ tầng giao thông, đền bù đất đai. Các ý kiến đã được đại diện lãnh đạo các sở ngành trả lời giải trình làm rõ. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn tiếp thu các ý kiến của cử tri. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ truyền tải những ý kiến vượt quá thẩm quyền tới các cấp có thẩm quyền xem xét. Đối với các ý kiến thuộc thẩm quyền của tỉnh, đoàn đề nghị yêu cầu các sở ngành tiếp tục xem xét giải quyết thỏa đáng. Ngày 23 tháng 6, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đồng chí Phùng Văn Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã đến tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 tại huyện Quảng Hòa. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Sau khi nghe đoàn đại biểu Quốc hội báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 diễn ra từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 19 tháng 6, đại diện cử tri 19 xã thị trấn của huyện Quảng Hòa kiến nghị xem xét lại việc kiểm đếm đền bù hoa màu đất đai cho người dân xã Tiên Thành, tiếp tục sửa chữa nâng cấp mặt đường để người dân đi lại thuận lợi hơn.
do sau khi thủy điện Tiên Thành tích trữ nước để vận hành phát điện đã gây ngập úng, ảnh hưởng đến việc canh tác, sản xuất đi lại của người dân. Cân nhắc đầu tư tu sửa các tuyến đường đoạn từ quốc lộ 208 rẽ vào xã Tiên Thành, đường 205 qua xã Đại Sơn, tuyến đường vành đai biên giới tại xã Cách Linh đã xuống cấp nghiêm trọng. Cử tri thị trấn Hòa Thuận, xã Bế Văn Đàn kiến nghị các cấp tiếp tục quan tâm phân bổ kinh phí để các tổ dân phố, xóm sửa chữa nâng cấp mở rộng nhà văn hóa do sau khi sáp nhập xóm tổ dân phố. Việc tổ chức sinh hoạt rất khó khăn, điều kiện sinh hoạt không đáp ứng được nhu cầu của người dân. Nhiều ý kiến kiến nghị đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là tập trung chương trình xây dựng nông thôn mới, xem xét các vấn đề về giá điện, dịch vụ khám chữa bệnh, kiểm soát hàng giả, hàng kém chất lượng trên thị trường, việc quản lý đầu tư trang thiết bị cho các cơ quan, tăng mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách, chế độ chính sách cho người có công, chú trọng công tác đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số, tạo điều kiện cho các vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn tách riêng chức danh bí thư, trưởng xóm riêng để tạo thuận lợi hơn cho công tác. Lãnh đạo huyện Quảng Hòa đã giải đáp một số ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp các ý kiến của cử tri, gửi các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết tại kỳ họp tới. Nhân dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tặng quà và trao 50 triệu đồng cho Quỹ khuyến học của huyện Quảng Hòa. Sáng ngày 23 tháng 6, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đồng chí Bế Minh Đức, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thiếu tướng Đỗ Quang Thành, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, đến tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 tại huyện Bảo Lạc. Tại hội nghị, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 diễn ra từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 19 tháng 6. Cử tri huyện Bảo Lạc kiến nghị nhà nước xem xét bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông liên xã, liên xóm, cầu cứng qua sông Neo. Đề nghị tỉnh xem xét tiếp tục đầu tư xây dựng đường điện lưới quốc gia cho các vùng sâu vùng xa của huyện Bảo Lạc hiện chưa có điện, có chính sách nới lỏng nghị định cấm cửa rừng để người dân chuyển đổi phát triển trồng rừng sản xuất, đầu tư xây dựng đường vành đai biên giới và phủ sóng điện thoại di động cho xóm Phiêng Mòn, xã Cô Ba để thuận tiện cho việc tuần tra bảo vệ biên giới. Xem xét chỉnh sửa khung chấm điểm cho hộ nghèo để cho cán bộ xã thực hiện công tác điều tra hộ nghèo cho chính xác. Xem xét lại chính sách thu thuế thu nhập cá nhân của các hộ kinh doanh trên địa bàn hợp lý để tránh thất thu thuế. Lãnh đạo huyện Bảo Lạc đã giải đáp một số ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp các kiến nghị của cử tri gửi các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Chiều ngày 22 tháng 6, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đồng chí Bế Minh Đức, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thiếu tướng Đỗ Quang Thành, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã đến tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 tại huyện Bảo Lâm. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 diễn ra từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 19 tháng 6. Theo đó, Quốc hội đã xem xét thông qua 10 luật, 21 nghị quyết, cho ý kiến về 6 dự án luật, giám sát tối cao về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước, giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em, xem xét quyết định các vấn đề quan trọng khác về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, công tác quân sự của Quốc hội tại kỳ họp. Cử tri huyện Bảo Lâm kiến nghị nhà nước xem xét bố trí nguồn vốn thực hiện công trình nước sạch cho nhân dân huyện Bảo Lâm, đầu tư xây dựng nâng cấp các tuyến đường giao thông liên xã, liên xóm, cầu cứng qua sông Gâm, đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến kênh mương Khao Ca, Nà Thần thuộc xã Thạch Lâm để đảm bảo nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. Đề nghị tỉnh xem xét đầu tư xây dựng đường điện lưới cho các xóm chưa có điện, tăng mức phụ cấp đối với các chức danh hoạt động ở thôn xóm. Lãnh đạo huyện Bảo Lâm, đại biểu Quốc hội đã giải đáp một số ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp các ý kiến của cử tri gửi cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 23 tháng 6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tiến hành họp đánh giá tình hình thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 và triển khai một số nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Đến nay, Cao Bằng chưa ghi nhận và phát hiện trường hợp nào nhiễm COVID-19. Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện tình hình mới, tiếp tục phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ xâm nhập dịch bệnh từ bên ngoài.
các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát việc nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở tại khu vực biên giới, tạo điều kiện nhập cảnh cho các nhà đầu tư, chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao vào tỉnh làm việc. Từ ngày 4 tháng 2 đến ngày 21 tháng 6, tỉnh tiếp nhận 6.290 công dân Việt Nam từ Trung Quốc về qua biên giới tỉnh, trong đó đã có 5.429 người đủ 14 ngày cách ly tập trung theo quy định được trở về địa phương, 502 người chuyển đến cơ sở cách ly tại tỉnh Bắc Cạn và tỉnh Thái Nguyên. Có 359 người đang thực hiện cách ly tập trung. Toàn tỉnh đã lấy 7.906 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm COVID-19, trong đó 7.826 mẫu có kết quả âm tính, 80 mẫu đang chờ kết quả xét nghiệm. Tỉnh đã thực hiện chi trả trợ cấp cho đối tượng gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ cho 3.610 người có công. 14.723 đối tượng bảo trợ đạt 100% kế hoạch, đã chi trả cho người nghèo, người cận nghèo đạt 57% kế hoạch. Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận phân tích những khó khăn vướng mắc trong thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, cho ý kiến về đề nghị khen thưởng cấp nhà nước đối với các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch và dự kiến nội dung khen thưởng cấp tỉnh. Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo, đánh giá cao các sở ngành địa phương và các lực lượng y tế, bộ đội biên phòng, quân sự, công an thời gian qua đã thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhất trí hỗ trợ kinh phí vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch cho cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng và kinh phí hoạt động đối ngoại của Sở Ngoại vụ trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch. Đồng ý với đề xuất của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hạ Lang về việc di chuyển khu cách ly theo dõi y tế phòng chống dịch về trụ sở làm việc xã Thái Đức cũ và hỗ trợ kinh phí để huyện Hạ Lang nâng cấp, cải tạo các hạng mục trong khu cách ly, đề nghị các ngành có liên quan tiếp tục rà soát bổ sung nâng cấp cải tạo khu cách ly để đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch trong điều kiện mới. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục rà soát thẩm định các đối tượng được thụ hưởng theo nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, phấn đấu ngày 10 tháng 7 hoàn thành việc chi trả cho các đối tượng bị ảnh hưởng do COVID-19. Thống nhất lựa chọn 4 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, tiếp tục rà soát các tập thể cá nhân tiêu biểu để khen thưởng cấp tỉnh trong thời gian tới. Ngày 23 tháng 6, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 cho 5 công dân nữ quốc tịch Campuchia được cách ly tập trung tại Trường Trung cấp Nghề Cơ sở 2 thị trấn Nước 2, huyện Hòa An. Trước đó, 5 công dân nữ quốc tịch Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam qua các đối tượng môi giới đến Cao Bằng để sang Trung Quốc qua đường mòn M953 thuộc xã Đức Long, huyện Thạnh An. Tuy nhiên, khi đến Cao Bằng bị kiểm tra giấy tờ nên chạy trốn. Sau 3 ngày, tổ đội tuần tra đồn biên phòng Đức Long, Thạnh An phát hiện và đưa về cách ly tập trung tại Trường Trung cấp Nghề Cơ sở 2 thị trấn Nước 2, huyện Hòa An từ ngày 2 tháng 6 năm 2020. Trong quá trình cách ly tập trung, các công dân được đội ngũ y bác sĩ theo dõi và kiểm tra sức khỏe hàng ngày. Qua đó, cả 5 công dân đã hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung theo quy định và đã 2 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Tại buổi trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly tập trung, các công dân đều có sức khỏe tốt, tinh thần phấn khởi, vui vẻ. Được bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình, các công dân quốc tịch Campuchia hết sức xúc động khi được Bộ đội Biên phòng Việt Nam cứu giúp, đồng thời cảm ơn các lực lượng đã đưa về cách ly, chăm sóc sức khỏe cho 5 chị em. Hiện nay, Sở Ngoại vụ tỉnh đã liên lạc với Đại sứ quán Campuchia đưa 5 công dân trở về quê hương. Ngày 23 tháng 6, Trung tâm Chính trị huyện Hòa An khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và quốc phòng an ninh cho 105 đảng viên mới đến từ các chi đảng bộ trên địa bàn huyện. Trong thời gian 10 ngày, các học viên sẽ được học tập các chuyên đề theo chương trình quy định về chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, xây dựng đảng về đạo đức, phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, vai trò trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu rèn luyện theo đuổi mục tiêu lý tưởng để sớm trở thành đảng viên chính thức.
Ngày 23 tháng 6, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng lần thứ 10, đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật nhiệm kỳ 2020-2025. 6 tháng đầu năm, hoạt động của Liên Hiệp hội và các hội thành viên có nhiều chuyển biến và đạt được một số kết quả trên các lĩnh vực như tuyên truyền, học tập, quán triệt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương và các chương trình hành động của tỉnh. Tuyên truyền phổ biến kiến thức về khoa học kỹ thuật, văn hóa, y tế, giáo dục được trên 20 cuộc với trên 1.000 lượt người nghe. Tích cực tuyên truyền giới thiệu nhân rộng các điển hình tiên tiến, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp các loại quỹ do các cơ quan tổ chức trong tỉnh phát động. Hội khuyến học đã vận động được trên 200 triệu đồng hỗ trợ cho các em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. Phối hợp với các sở ngành tiếp tục giúp đỡ các xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 6 tháng cuối năm, Liên Hiệp hội tiếp tục quán triệt triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, các chương trình hành động của tỉnh. Củng cố phát triển hội thành viên và nâng cao chất lượng hoạt động của Liên Hiệp hội, trung tâm và các hội thành viên. Hội nghị đã thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 23 tháng 6, huyện Trùng Khánh tổ chức lễ công bố và đón bằng công nhận quần thể cây mại rào, trò chỉ tại xóm Bản Ngắn, xã Quang Trung là cây di sản Việt Nam. Quần thể cây mại rào, trò chỉ, xóm Bản Ngắn, xã Quang Trung gồm 35 cá thể mọc tập trung có màu vàng hoặc hơi hồng. Cây rất cao to, bộ lá xanh đậm, tán gọn so với các loài cây khác trong rừng. Thân cây cao 35-50 mét, mọc thẳng vút nên rất dễ nhận biết. Theo các cụ cao tuổi của xóm, cây mại rào có tuổi đời trên 200 năm tuổi, có giá trị về cảnh quan môi trường và gắn bó thân thiết với văn hóa của người dân. Tại buổi lễ, lãnh đạo Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh đã công bố trao quyết định và bằng công nhận cây mại rào, trò chỉ là cây di sản Việt Nam cho Ủy ban Nhân dân xã Quang Trung. Mở bia đá vinh danh cây di sản tại khu vực quần thể cây mại rào trò chỉ, xóm Bản Ngắn, xã Quang Trung, huyện Trùng Khánh. Việc công nhận cây mại rào trò chỉ là cây di sản Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong việc gìn giữ bảo tồn nguồn gen quý hiếm của loài cây đặc hữu này. Đây không chỉ là bằng chứng xác thực về rừng nguyên sinh trong khu vực huyện, mà còn góp phần tạo sự đa dạng các loại hình dịch vụ và du lịch sinh thái hấp dẫn du khách khi đến địa phương, là điểm nhấn và là động lực quan trọng thúc đẩy du lịch sinh thái phát triển. Ngày 23 tháng 6, Ban điều phối dự án CSSP tỉnh Cao Bằng phối hợp với Ban thực thi dự án CSSP Hội Nông dân tỉnh tổ chức đoàn công tác đến tham quan, học tập về mô hình trồng cây chanh leo tại Hợp tác xã Vân An ở thôn Lũng Mòn, xã Lê Lai, huyện Thạch An. Mô hình cây chanh leo được Hợp tác xã Vân An đưa vào trồng trên địa bàn xã Lê Lai từ năm 2018 đến nay. Sau từ 4 đến 5 tháng là cây cho thu hoạch. Năng suất đạt 35 tấn trên 1 hecta, với giá bán trung bình là 15.000 đồng trên 1 kg. Đến nay, Hợp tác xã đã trồng và khai thác được 31 hecta. Hiện cây chanh leo đang phát triển và thích nghi tốt với điều kiện thổ nhưỡng khí hậu nơi đây. Chanh leo là loại quả giàu dinh dưỡng bởi hàm lượng các loại vitamin A, C cùng hàng loạt khoáng chất khác có lợi cho cơ thể. Hàm lượng chất xơ trong chanh khá cao cùng với chất chống oxy hóa. Đây là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe con người, nhất là trẻ em và người lớn tuổi. Có thể trồng chanh leo bằng hạt hoặc dâm cành đều được. Với giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của địa phương, cây chanh leo đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế của bà con nông dân trong huyện Thạch An nói riêng và tỉnh Cao Bằng nói chung, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.